Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Quyên Flower Cuộc Sống Là Đam Mê. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn bó một bó hoa tặng ngày Valentine, 50 bông hồng, hoa sáp thơm nhé. Ở đây thì mình đã làm sẵn cốt rồi, cái này làm xốp mình khách tự gọt nhé. Còn ở đây thì mình để cho sợ nó đỡ bị gãy xốp ấy, thì các bạn cho một chút vài những cái thanh mà nó ngắn ấy để vào đây để cho nó đỡ bị bẻ gãy cái xốp này của mình. Mình đã quấn một lớp giấy bóng để cho nó có thể chắc hơn, cho nó chặt hơn và cho nó đỡ gãy xốp. Ở đây mình sử dụng giấy bóng này nhá. Đây mình sử dụng tờ giấy bóng ni lông này. Ở đây có mình sử dụng 6 tờ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tờ thì có 1 tờ các bạn bỏ ra nhá. Còn lại là 5 tờ, còn lại thì bạn cắt đôi cho mình, còn tờ kia thì cắt làm 4. Mình sử dụng băng dính để dính này, và sử dụng kéo để cắt giấy này. Bây giờ mình sẽ bắt tay nhé. Các bạn cắt đôi 5 tờ giấy cho mình. Còn cái tờ giấy này các bạn cắt ra, còn một tờ giấy thứ 6 ấy, thì các bạn cắt ra làm 4 nhé, 4 phần bằng nhau nhé. Cái này để sử dụng sau thì mình cứ để riêng ra đây, lát nữa mình mới dùng đấy. Xong phần kéo rồi, bây giờ mình sử dụng đến sao nó lại cứ bị mờ mờ nhỉ? Mà chỉnh lên cho nó sáng một chút nữa xem nó có bị mờ mờ như lúc nãy không. Đây là băng dính nhá. Mình thì hay sử dụng băng dính thì quấn nó dễ, bởi vì là mình cũng hay làm hoa tươi đấy. Hoa tươi thì mình làm bằng băng dính nên là nó cũng dễ hơn. Hoa lụa thì hoa sáp thì các bạn có thể dùng dây kẽm hoặc là dây dứa hay là những cái loại dây vải các bạn buộc được thì cũng được. Ở đây nhá, các bạn để ý này, tất cả các tờ giấy mình đều gập như này và quay về một chiều để vào cái bó hoa nhé. Mình gặp như này để lấy cái độ sóng này. Các bạn gặp được càng đều thì nó sẽ càng đẹp. Đó, như này. Sau đấy các bạn ốp vào cái bó hoa như này nhé. Các bạn chỉ cần ốp bằng với cả cái bông hoa thôi, không cần phải cao quá, bởi vì là cao quá thì nhìn nó sẽ che mất cái phần to của cái bó hoa, mà nhìn nó lại mất cái phần phẳng của bó hoa, nhìn nó không còn cái độ đẹp nữa. Được một tờ giấy nào rồi thì các bạn hãy dán luôn vào nhé, các bạn hãy buộc luôn vào để cho nó giữ im được cái tờ giấy đấy. Thì tí nữa mình sẽ không phải giữ cái tờ giấy nữa. Các bạn có thể thuận theo chiều nào thì các bạn làm theo chiều đấy. Nếu các bạn mà thuận tay bên kia thì có thể là để giấy ở tay bên kia cũng được. Ở đây thì mình ở đây. Đấy, các bạn ốp vào ở cái mức độ nó chỉ hở lên một chút giấy thôi. Khi mà bằng băng dính ấy thì các bạn lên để cái giấy cao hơn một chút, sau
sau đấy là băng dính nó sẽ kéo xô xuống một tí, tại vì khi mình kéo băng dính nó sẽ xô xuống một chút. Vậy nhé, cái thứ này nó hơi tròn đấy, khi các bạn cầm ấy nó phải giữ im ở cái một cái điểm giữ đấy thì nó sẽ đỡ bị trơn, nó xô tinh tinh, làm cho cái phần mà mình đang cần định hình thì nó sẽ không vào cái lết định hình. Như vậy nhé, nếu mà các bạn mà có một số bạn ấy, bạn ấy sợ mà nó bung ra ấy, thì các bạn có thể dán một chút băng dính vào đây cũng được, nhưng ở đây thì mình không cần, mình làm luôn trực tiếp vào cái bó hoa rồi nên là không cần phải dán nữa. Có thể gặp cái phần cuối này vào một chút như này. Trơn ấy, nên là các bạn cứ quấn một tí là nó lại bị xô xuống. Tiếp tục được hết một lượt bên trong rồi thì đây, nó đã như này rồi, hết một lượt bên trong rồi, bây giờ các bạn quấn cho mình một lượt ra bên ngoài nữa nhé. Mình sẽ làm hai lượt, nếu mà còn dư giấy thì các bạn có thể cuốn ra bên ngoài tiếp, nhưng mà mình cuốn sẽ được hai lượt đấy, hai lượt giấy rộng. Nhìn nó nhiều lớp giấy hơn thì nhìn cái bó hoa tự nhiên nó sẽ sang hơn và nhìn nó dày dặn to tát hơn. Nếu các bạn làm mà tiết kiệm giấy quá thì nhìn cái bó hoa của nó nhìn nó không được đẹp ấy. Bên nhà mình thì có làm cả những cái phần hoa sáp, hoa lụa này để xỉ nhá. Nếu mà các bạn mà ai mà có nhu cầu kinh doanh những ngày dịp lễ Tết 18/3 hay là 20/11 thì các bạn có thể liên hệ với mình. Mình xỉ cả thành phẩm và nguyên liệu. Các bạn cứ làm như vậy, không cần nhất thiết là phải theo một cái video nào, mình cứ để nó tự nhiên một chút cũng được, không nhất thiết là phải phải đứng. Nó hơi sâu sạch một chút thì cũng được, bởi vì là cái bó hoa mình đang làm rất là tự nhiên. Trông nó đã bung bung to hơn, nhìn cái bó hoa nhìn nó đẹp hơn đấy.
nó bung cái lớp giấy bên ngoài, lớp giấy thứ hai chúng ta là nó đang bắt đầu bung ra rồi thì nó đẹp hơn so với cả lúc khi ban đầu mà nó mới có được một lớp giấy. Cái giấy này thì nó cũng có nhiều màu nhé, nếu mà các bạn có sử dụng thích màu gì, gam màu khác thì các bạn có thể dùng, hoặc là các bạn không có giấy màu như của mình thì các bạn có thể sử dụng màu khác cũng được. Tại vì cái bó hoa như này thì bó lên nhìn nó rất là đẹp, rất là sang. Màu đen thì nó hay sang hơn những màu khác, nhưng mà nếu các bạn biết kết hợp thì những cái màu đấy nó cũng rất là đẹp. Cứ gập thành cái hình lượn sóng ấy, nó sẽ được nhiều cái lớp hơn. Lượn sóng giống như này thì nhiều cái lớp thì nhìn nó dày dặn hơn. Các bạn gập đây, còn một phần góc ở một tờ chỗ này thì đây, nhìn các bạn nhìn tổng thể này nó đã rất là dày dặn rồi. Thế nhưng mà cái chỗ này hơi thưa một chút thì mình có thể ốp nốt một cái tờ giấy này vào đây. Bây giờ tiếp đến là mình sẽ làm ở phần đuôi nhé. Phần đuôi mình sẽ sử dụng những cái tờ còn lại, bạn gập phần như này nhé, như vậy, gập ốp vào đây thôi mà. Tự nhiên cái phần đuôi nó dài ra và thì nó sẽ to hơn ấy. Tiếp tục là mình sử dụng hai góc kia, vừa lấy mình sử dụng hai cạnh bên này, bây giờ mình sử dụng cạnh trên và cạnh dưới này để cho nó kín cái phần chân đấy đi thì nó sẽ đẹp hơn. Như vậy là một bó hoa 50 bông hoa sáp mình sử dụng là 6 tờ giấy mà nhìn nó rất là dày dặn rồi nhé. 6 tờ giấy thì có 5 tờ giấy mình sử dụng là ở bên trên, còn một tờ giấy là mình dùng để đệm ở dưới chân.
Vậy là đã ra hoàn thành cái bó hoa. Bây giờ mình sẽ sử dụng một chiếc lơ nhé. Ở đây mình sử dụng một chiếc lơ màu sáng sáng như này. Mình đã làm sẵn rồi một chiếc lơ như này. Các bạn chỉ cần có dây các bạn buộc ở đây như này. Chọn cái phần nào mà nó đẹp nhất ấy. Các bạn buộc dây. Ví dụ như đây, mình sẽ chọn bên này, mặt này. Một cái bông lơ vào đây thì mình nó đẹp. Buộc cho chặt rồi nhé. Như vậy là mình đã bó được một bó hoa 50 bông. Đấy. Rất là đẹp mà rất là to, nhìn rất là to đấy. Nếu mà các bạn mà thì những cái tờ giấy này có thể bung ra thì các bạn có thể dùng cái dập ghim ấy, các bạn ghim mà. Nhưng mà ghim khi ghim thì các bạn ghim sâu xuống dưới như này nhá, để cho nó tránh nhìn thấy cái ghim bên trên mặt làm mất thẩm mỹ của cái bó hoa. Như vậy là đã là xong bó hoa. Nếu các bạn thấy thích video của mình thì các bạn hãy like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình ra được nhiều video hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.